cùng mua sắm chương trình bán hàng giảm giá không lợi nhuận lần đầu tiên trên truyền hình, phát sóng vào 9 giờ và phát lại vào 20 giờ 30 tất cả các ngày trên kênh BTV3. Từ ngày 20 tháng 9 khi mua sách với hóa đơn 200.000 đồng sẽ giảm xuống chỉ còn 100.000 đồng, set menu 5 món 4 người ăn tại nhà hàng Thì Là từ 600.000 đồng giảm xuống 330.000 đồng, cà phê dành cho phái đẹp Thu Hà từ 110.000 đồng nay chỉ còn 47.500 đồng, tại nhà hàng bia Tươi Tiệp bạn chỉ mất 50.000 đồng nhưng sẽ được giảm tới 50% hóa đơn thanh toán bia. Hãy liên hệ đặt mua voucher giảm giá qua số điện thoại 0854012222 hay truy cập vào website cungmuasam.net. Giá thấp nhất chỉ có tại Cùng Mua Sắm.